của cái đàn thương hiệu của huyền thoại rồi, Morris. Này thì nó rất là nổi đây các bạn thấy. Đây là Morris W50 nha. Mình có thể nhìn kỹ ngoại hình của nó này. Mặt sau này là gỗ chạy 3 tấm nhìn rất là đẹp. Nói trước với các bạn là nó không có mới nha. Nó là hàng second hand, nó làm sao mới được. Hàng second hand Morris này rằng đời sản xuất bây giờ qua Việt Nam mình thành hàng second hand rồi, mà nếu mà mình có một cây mà người ta bán mà chẳng hạn như là đồ mới á, thì mình cứ mặc định hiểu là chắc chắn nó đồ tàu rồi, chứ làm sao mà có đồ mới hàng này được. Cái này tính vào hàng luxury nha, hàng cao cấp nha, không phải là hàng thường nha, nên giá của nó không có rẻ. Bạn thấy như đời Morris 40 mà là còn hàng luxury nữa thì Morris 50 đương nhiên là nó giá nó không có rẻ rồi. Mình nghe cái âm rất chắc. Xài được nhiều chức năng lắm, mình để mát bolero cũng được. Hoặc là mình ngồi mình đái xì lâu. Đó các bạn có thể dùng để sử dụng như này. Nên nó sử dụng được rất nhiều cái tiếng nhạc khác nhau của một cái đàn cao cấp, thì nói chung là về cái âm vang, cái tiếng của nó là hầu như mọi thứ là nó đều khá là hoàn hảo. Và cũng rất vô cùng xin lỗi các bạn là khi mình test đàn mà mình quay mọc chỗ này thì đôi khi nó có những cái tạp âm rồi, để các bạn có thể dễ dàng nhận cái tiếng đàn nó không có bị qua thu. Đặc biệt là mình test âm thanh là mình không thích cái tiếng qua thu, nghe vậy nó mới mọc được. Các bạn thấy đỉnh ít khi đăng hình chụp đàn á, tại vì nhiều khi mình chụp cái camera nó ảo ra, cái đàn nó thành ra không chân thật. Chẳng hạn như ví dụ bạn muốn coi kỹ ngoại hình của nó, mình có thể dùng camera để mình soi, bật đèn lên mình soi, các bạn thấy không, ví dụ như là mình thấy có thể thấy dấu trầy dấu đồ gì đó là nó sẽ hiện lên, đúng không? Nhưng mà cây này thì nhìn đa phần là như mới, là nó cũng chẳng bị cái dấu gì hết á. Đường cẩn nè, chỉ là hoàng, ví dụ nó sẽ bị chạy đây một vết nhỏ này, bạn thấy không, một vết nhỏ là đây đó, ví dụ chạy đây nè, đó mình thấy cái vết chạy đây đó, nó bị chạy vết này. Thì cái này nếu như mình chà bóng chà cà na lại thì có thể nó bớt đi, nhưng mà nó cũng vẫn chạy à. Đó, giới thiệu với các bạn như vậy. Hàng second hand thì buộc nó vậy rồi, buộc nó phải là có cái thế vậy rồi, ví dụ như khóa đồ gì là nó vẫn còn mới cáo. Đó thì gửi đến các bạn cái âm sắc đặc biệt của nó vậy. Thì để ai mình yêu thích cái dòng đàn mẫu đẹp này thì mình có thể sử dụng. Ví dụ như khi các bạn dùng đánh tay, bạn có thể liên hệ với định qua số điện thoại 0906391557 để mình biết thêm một vài thông tin của những cái đàn cao cấp hoặc là những cái đàn nào mà vừa túi tiền của các bạn ha. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem clip. Xin chào và hẹn gặp lại.